Hello mọi người, Trinh có nhận được cái inbox của một bạn coi video của Trinh và có chia sẻ là cần cái sự giúp đỡ của Trinh trong cái việc là quản lý tài chính trong gia đình, và để làm sao giúp cho bạn có thể là cái cách làm sao khắc phục cái tình trạng của hai vợ chồng là làm đồng nào hết đồng đó và cuối cùng phải đi vay nợ, và khi vay nợ như vậy thì cái tiền bạc nó cứ chồng chất lên như vậy và nó tạo ra nhiều cái áp lực và căng thẳng trong cuộc sống gia đình. Mọi người biết không, nếu mà chúng ta nói một cách rất là nghiêm túc đó, thì nó giống như một cái tình trạng sức khỏe vậy đó. Ê, bạn đang có cái nguy cơ là sẽ mắc ung thư, bây giờ bạn phải làm sao để mà ngăn ngừa nó. Nó giống như vậy đó mọi người, nó rất là thực tế và chúng ta cần phải thảo luận, vợ chồng cũng cần phải thảo luận, gia đình mình cần phải thảo luận, dạy cho con cái của mình biết được cái giá trị của đồng tiền và cách làm sao để quản lý cái đồng tiền một cách thông minh và khôn ngoan hơn, đúng không mọi người? So rất là quan trọng đối với Jen. Thì Jen có đưa ra ba cái ý của mình như thế này. Đây là ba cái nguyên tắc rất là căn bản và mình cần phải áp dụng để mà mình ngăn ngừa cái căn bệnh sắp tới mà mình đang trên con đường mà có nguy cơ như vậy, và mình cần phải khắc phục tình trạng của mình ngay lúc này. Mình phải làm việc, mình phải kỷ luật, mình phải để không dính tới cái vấn đề sắp tới. Ok, ngăn ngừa cái việc là nợ nần chồng chất, ngăn ngừa cái việc là làm đồng nào mất đồng đó, hết đồng đó, ngăn ngừa cái việc là bị quá căng thẳng khi nói đến tiền bạc trong gia đình, đúng không? Tất cả chúng ta đều đi làm để kiếm tiền về trong gia đình của mình, để chi? Để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, thịnh vượng hơn. Nhưng bằng cách nào đó mình đã bị làm nó hư tổn, nó hư hại, nó xáo trộn, nó tùm bậy tùm bạ, nó tùm lum tùm la, nó rối ren trong này quá. Thì mình bây giờ mình phải ngồi lại để mình tìm ra cái hướng giải quyết, và mình phải chấp nhận rằng là tôi đã thất bại trong cái cách quản lý tài chính của tôi, và bây giờ tôi phải đi học, và bây giờ tôi phải kỷ luật lại, và bây giờ tôi phải tìm hiểu, tôi phải học hỏi cách làm sao để tôi không đi rơi vào cái tình trạng này. Ok, rồi chúng ta cùng học nha. Đây là cái ba cái điều mà Jen áp dụng trong đời sống của mình. Điểm thứ nhất là 50-50. Làm 10 đồng là để dành 5 đồng cho chính bản thân mình, 5 đồng kia xài. Xài gì? Xài vô tư, xài xả láng luôn 5 đồng đó. Có nghĩa là mình, cái người mà đang quản lý tài chính tốt đó, luôn luôn có một cái budget, một cái ngân quỹ. Vượt quá ngân quỹ đó, giới hạn đó, xem lại và cắt liền cái gì mà quá giới hạn đó. Không cần biết ai suy nghĩ về mình, không cần biết ai nói này nói kia, không cần biết. Nguyên tắc là nguyên tắc. Và khi một người sống với cái thái độ là tôi có một cái tính kỷ luật với bản thân, tôi có một cái tính kỷ luật với đồng tiền tôi làm ra, tôi có một cái tính kỷ luật với vấn đề tài chính trong gia đình của mình, thì cái người đó, tại vì họ đã đi theo một cái barem như vậy, thì họ biết được cái đích họ sẽ tới, thì họ sẽ tới được thôi. Khi mình có một cái bản đồ và mình chạy chiếc xe như vậy nè, thì mình cứ bám lấy cái bản đồ đó và mình sẽ tới cái đích trong cái phạm vi mà cái thời hạn mà cái bản đồ đó đã dự báo cho mình. Ê, một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ đến Sài Gòn nè, một tiếng đồng hồ tôi sẽ tới Tam Kỳ hay tới Đà Nẵng nè, 10 tiếng nữa hay là 5 năm, 10 năm nữa, nó đều có một bản đồ nếu mình đi đúng hướng chỉ dẫn của cái bản đồ đó, đúng không? Còn nếu mà anh xài 70% và 30% thì cái bản đồ của anh nó lại dài hơn, cái đường đi của anh nó chông chênh hơn một tí, và nó sẽ kéo dài. Thay vì 5 tiếng đồng hồ anh tới rồi, nhưng mà có thể anh tới 8 tiếng anh mới tới, hoặc tới 10 tiếng anh mới tới, đúng không nè? Còn một người mà làm ra 10 đồng mà xài hết 8 đồng, 9 đồng, còn lại 1-2 đồng cho bản thân của mình thôi đó. Ê, thay vì họ đi cái đoạn đường có 5 năm thôi, mà bây giờ họ sẽ đi phải mất đến 15 năm. Nó ở sự chọn lựa của mình mọi người, nó không phải là đổ thừa cho số phận nha, không bao giờ đổ thừa cho số phận nha. Nghe video của Jen á thì sẽ nhận ra số phận là do mình, nhớ không? Rồi, nguyên tắc 50-50. Tùy người, có người 30-70,
có người 90-10, có người 80-20, có người 65-35. Nhưng mà đối với Jen, nguyên tắc này đã giúp cho Jen thành công trong vòng 5 năm thôi. Nỗ lực trong vòng 5 năm, những người trẻ với mình ơi, cố lên, cố lên. Cái chuyện này nó nhỏ mà, đúng không? Mà mình làm chưa xong thì làm sao mình ra ngồi kia mình nói này nói kia được. Làm sao mà mình làm được chuyện gì lớn lao hơn? Cái chuyện trong túi 10 đồng với 20 đồng mình tính chưa xong, làm sao mình có thể làm những điều vĩ đại hơn được, đúng không nào? Cố lên, chuyện nhỏ, 50, xài 50 thôi. Ok. Còn lại 50 để dành cho tương lai của mình, để dành, để dùng cái đồng tiền đó đi làm thêm cho mình. Nó đi làm cho mình chứ không mình đi làm cho nó, được chưa? Điểm thứ hai rất quan trọng. Chỉ vay tiền thêm nếu. Nếu cái gì biết không? Thứ nhất là nếu mà mình cảm nhận được cái sức, cái khả năng tài chính của mình trả được cái món nợ đó mình mới mượn. Đó là cái điểm một trong hai điểm quan trọng thôi. Còn những cái điểm nhỏ lẻ thì mọi người tự tính ha. Phải biết rằng là mình mượn cái gì, mình có khả năng để trả không thì mình mới mượn, nhớ chưa? Còn mình không có khả năng trả, quên đi, đừng mượn, đừng làm vậy, được chưa? Điểm thứ hai rất quan trọng trong cái vế này, chỉ vay nếu, nếu mà mình chỉ vay 1 đồng, nếu mà mình làm ở đâu đó từ cái 1 đồng để ra 10 đồng, chỉ vay 10 đồng nếu mình dùng 10 đồng này mình làm đâu đó thêm 100 đồng, chỉ vay 100 đồng nếu mình dùng cái 100 đồng này mình làm đâu đó thêm 1 triệu thì mình mới vay. Chứ mình vay mà mình đi ra mình mua Gucci, Chanel là mình chết rồi, đúng không? Mà mình vay mà mình đi mua xe hơi rồi nhà đẹp, nhà to tử rộng là mình chết, là mình đi làm cái sức của mình nè, sức khỏe mình nè, công sức, năng lượng của mình, tất cả mọi thứ mình dồn hết để mình đi kiếm tiền, để mình trả nợ, để cho mình thỏa mãn được cái việc xài của mình đó, đúng không? Ngày ăn có 3 bữa à, nằm cũng nằm một cái giường thôi, đắp một cái mền thôi, chứ có làm gì đâu mà dữ vậy. Đúng không? Đúng không? Chỉ vay nếu cái số tiền mình vay đó nó làm lợi thêm cho mình ra nữa, gấp đôi, gấp 10, gấp 7, gấp 10 lần lên thì mình mới vay. Chứ vay để làm gì? Đúng chưa? Nhưng mà khi đi vay đó để làm ăn, ví dụ như để đầu tư này kia đó, thì phải tính tới rủi ro. Và khi nói tới rủi ro là gì? Mất tiền, nợ nần, chồng chất, ví dụ như thế. Thì cái lúc mà trước khi mà đi vay đó phải có cái gì? Tiền phòng bị. Đúng chưa? Phải có tiền phòng bị. Có nhiều anh chị em messenger vào trên, trên ơi, cứu anh với, cứu chị với. Bây giờ chuẩn bị là ai phá sản rồi. Bây giờ chuẩn bị nhà đang ở này cũng mất luôn. Con cái vợ chồng đi ra đường luôn. Chết không? Trật. Trật nha. Coi lại nha. Trước khi bị dính tới cái chưởng đó là phải coi lại nha. Nha, phải coi lại. Làm bất kỳ chuyện gì, đầu tư bất kỳ cái gì, xuống tiền cho bất kỳ cái deal nào, làm việc với bất kỳ ai, phải coi được là mình đi xa bao lâu, lỡ có trục trặc mình sẽ handle như thế nào, thì mình mới chơi cái cuộc chơi đó được mọi người. Chứ không là không ổn nha. Là ảnh hưởng đủ thứ cái, sức lực, sức khỏe của mình, gia đình của mình, đủ thứ mọi thứ cái, xáo trộn. Không ai vui vẻ gì mà kiểu như là làm đồng nào hết đồng đó. Không ai vui vẻ gì cái việc là nợ nần chồng chất. Không vui. Mình không vui, con mình nó cũng không vui luôn. Nên tất cả những cái gì mọi người làm, Trinh nói rằng là sau cái Covid này nó, chúng ta học những cái bài học quá lớn. Người nhỏ học việc nhỏ, học bài học nhỏ. Người lớn học những bài học lớn. Công ty nhỏ học được những bài học nho nhỏ, nhưng mà công ty càng lớn thì học những bài học càng lớn. Một cái bài học lớn nhất là gì? Bước chậm thôi, chậm mà nó chắc, chứ đừng nhanh quá, nhanh mà trợt té thế mồ. Ok. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là gì? Luôn luôn nhớ phải tạo nên nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Ê, kiếm thêm việc để làm, kiếm thêm job để làm. Ở Mỹ, ở Việt Nam, không cần biết ở đâu hết, kiếm thêm việc để làm, thấy họ làm gì tốt, ok, tìm hiểu thử coi. Ấy, họ làm được, mình làm được chứ. Là họ làm được mà mình làm không được, mình coi lại bản thân mình học được gì. Ê, mình trật cái chỗ nào ấy, xem xét lại hết á. Họ làm được, có thể là nó không thích hợp, không thích hợp chỗ nào, mình rút ra để sau mình cơ hội sắp tới, cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ 10 mình còn thấy right away. Ê, nó không thích hợp chỗ mình chỗ nào, mình khắc phục cái gì, tại mình hay tại nó. Nói chung là mình phải làm những cái gì nó phù hợp với mình, trong cái khả năng của mình,
và trong cái môi trường và cái tình huống của mình. Ê, mở thêm tiệm cà phê bán, mở thêm nhà hàng. Mở nhà hàng thì nó tiền rent đồ này kia nó đắt thôi, mở quán cóc đi. Nếu mà mình build được, mình nấu ngon, ví dụ như mình build được khách hàng thì bắt đầu mình mở thêm từ từ đi từng bước một. It's okay, try it, right, do something, làm một cách nào đó, làm cái gì đó đi để thể kiếm tiền thêm vô. Đại loại là như thế, tạo nên cho mình nhiều nguồn thu nhập, nhận được 200 đô một ngày, ví dụ như thế ở Mỹ, ví dụ đúng không? Nhưng mà tự nhiên một ngày mình nhận được 300, nó cũng lợi được chứ, đúng không? Một ngày mình được 500, như nó đại loại là như thế. Ở Việt Nam một ngày là 500.000 à, ok, nhưng mà tự nhiên một ngày mình nhận được 2 triệu, thề chứ, đúng không? Công suất tiền càng nhiều, gánh nặng áp lực càng nhiều, và giá trị mình đưa ra nó phải càng nhiều hơn. Nên phải coi lại cái bản thân, cái giá trị của mình nè, mình làm được gì cho ai không nè, mình cung cấp những sản phẩm gì không nè, sản phẩm mình như thế nào nè, có tốt hay là không nè. Đó, mình phải coi lại hết cái gì mình đang đưa ra trên thị trường. Thì khi mà đưa ra đúng giá trị, đúng cái nhu cầu thì tiền nó vô thôi, đúng không nào? Nên trên khích lệ anh chị em, ok, trên khích lệ anh chị em, với ba cái tiêu chí này về trong cái việc quản lý tài chính trong gia đình của mình, trong bản thân cá nhân của mình, even mình là một cái người single, mình là người độc thân đi chăng nữa, thì mình cũng phải áp dụng những cái này để làm sao build, xây dựng cái tài sản của mình, để làm chi, để mình có một cái tương lai nó tốt hơn, và mình không cần phải quá bận tâm về vấn đề tiền bạc và sống một cuộc sống sung túc hơn. Ok, if anything let me know, có gì cho Trinh biết nha. Bye mọi người.